Chúa cùng anh chị em. Bài kết thúc phúc âm Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Như đã ghi chép là Đức Kitô phải chịu khổ hình và ngày thứ ba từ cõi chết sống lại, và nhân danh người mà rao giảng việc sám hối và ơn tha tội cho muôn dân, bắt đầu từ Jerusalem. Các con là nhân chứng những sự việc ấy. Thầy sẽ sai đến với các con đấng cha đã hứa. Vậy các con hãy ở lại trong thành cho đến khi mặc lấy quyền lực từ trên cao ban xuống. Rồi Chúa Giêsu dẫn các ông ra ngoài đến làng Bethania và giơ tay chúc phúc cho các ông. Sự việc xảy ra là đang khi người chúc phúc cho các ông, người rời khỏi các ông mà lên trời, các ông thờ lạy người rồi trở về Jerusalem lòng đầy vui mừng. Các ông luôn ở trong đền thờ mà chúc tụng Thiên Chúa. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lạy Chúa. Anh chị em thân mến, hôm nay chúng ta lễ Thăng Thiên. Thăng Thiên là từ Hán, thăng là lên, thiên là trời, là từ Hán Việt. Còn nói từ tiếng Việt thì gọi là lễ Chúa Giêsu lên trời. Còn một lễ nữa cũng có liên hệ đến trời là anh chị em biết tiếng gọi tiếng Hán đó, lễ Đức Mẹ đó. Ngày xưa gọi là lễ Đức Mẹ Mông Triệu, bây giờ gọi là lễ Đức Mẹ lên trời. Anh chị em thấy có hai cái chữ, hai lễ, một lễ Chúa Giêsu lên trời, một lễ Đức Mẹ lên trời. Hai cái chữ trời trời này là cái tiếng Việt Nam, còn cái tiếng gọi là cái tiếng Hán thì lễ hôm nay gọi là Thăng Thiên, còn lễ Đức Mẹ ngày xưa gọi là Mông Triệu, cũng trời, nhưng mà sao Chúa thì gọi là Thăng Thiên, còn Đức Mẹ thì gọi là Mông Triệu. Anh chị em có hiểu tại sao không? Tôi xin giải thích đây này. Cũng trời, tiếng Việt Nam, một bên thì là Chúa lên trời, bên Đức Mẹ lên trời. Thực ra cái chữ trời đó, chúng ta là những người Công giáo, chúng ta là những người hiện nay, xin lỗi, không phải là Công giáo, là người, chúng ta sống ở trần gian này. Vì là chúng ta sống ở trần gian, chúng ta phải có ý niệm không gian và thời gian. Không gian, thí dụ anh chị em đang ngồi ở đây thì gọi là ngồi tại nhà thờ An Nhơn, thì gọi là không gian. Thời gian tức là 6 giờ hơn chiều anh chị em ở nhà thờ An Nhơn thì người ta sẽ xác định được. Tôi nói ví dụ, bất cứ chuyện gì xảy ra, một cái án mạng xảy ra, một câu chuyện xảy ra, một thành công xảy ra, thì bao giờ người ta cũng phải xác định không gian và thời gian. Không gian là ngày mùng mấy, tháng mấy, tại chỗ nào, để xác định. Nó gọi là cái tính lịch sử. Không có chuyện, khi nói cái chuyện mà không có xác định ở chỗ nào, mơ hồ, thì không ăn đáng tin. Mà khi điều tra không xác định được ngày nào, tháng nào, mơ hồ, khai mơ hồ cũng không được luôn. Do đó bất cứ cái chuyện gì ra tòa, người ta phải nói rõ chuyện đó xảy ra ở đâu, chỗ nào, mấy giờ, giờ nào. Người ta gọi là xác định không gian và thời gian. Tất cả mọi sự kiện đều phải xác định hai cái đó. Nếu mà hai cái điều đó mà không rõ ràng thì xóa bàn hết. Đó là mơ hồ, bịa bặt, bịa đặt thôi. Thế thì anh chị em lưu ý là trời ở đây đối với Chúa và Đức Mẹ không hề có ý nghĩa. Theo đức tin của chúng ta là lên trời, trời ở trên, hay là xuống dưới đất, ở xuống dưới đất này, không có. Đức tin của chúng ta không có lên trời hay xuống dưới, không có như vậy. Chúa Thăng Thiên, Thăng Thiên tức là lên trời, thăng là lên, trời, thiên là trời. Ở đây trời không có nghĩa là như vậy. Ở đây là một ý niệm về Kinh Thánh. Trời trong quan niệm Kinh Thánh đó là gì? Là nơi chốn thiêng liêng. Anh chị em hỏi những người không có đức tin xem, ông trời, thế nào là ông trời? Trời ơi, cái ý niệm trời thực ra nó chỉ nói một cái ý niệm siêu nhiên, một điều mà nó vượt ra khỏi chúng ta. Lên trời, Chúa lên trời nghĩa là gì? Hôm nay giáo hội tuyên xưng Chúa không còn bị lệ thuộc không gian và thời gian nữa. Anh chị em biết Chúa chết thì biết rõ ở đâu, lúc nào,
Rồi từ khi Chúa chết, Chúa sống lại, các ông, các thánh tông đồ đâu có tin. Ông có ai trông thấy Chúa ở trong mồ ra đâu. Thế thì bây giờ làm sao cho các ông biết? Các ông không ai mà trông thấy Chúa từ trong mồ ra cả. Thấy thì đến thấy ngôi mộ trống suốt 40 ngày. Vì họ không trông thấy bằng mắt, nên Chúa 40 ngày từ khi Chúa sống lại cho đến hôm nay, hết mọi cách, cách này hay cách khác, lúc thì cửa đóng then cài, Chúa đến ở giữa họ. Anh chị em thử tưởng tượng xem, các ông, các thánh tông đồ sợ cửa đóng then cài, cửa kín mít. Bây giờ chúng ta cửa kín mít làm sao mà vào? Thế mà Chúa đứng giữa các ông, bình an cho các con. Rồi các ông đang ở trên bờ biển, Chúa đi trên nước, Chúa đến. Tưởng ma, trời, người làm sao mà đi trên nước được? Thế mà Chúa đến, thầy đây đừng sợ. Chúa làm mọi cách để cho các ông thấy Chúa sống lại. Mà các ông vẫn tưởng ma, các con chạm xem, ma làm gì có xương có thịt như thế này. Vậy thì sau khi Chúa chết 40 ngày, Chúa củng cố cho họ rằng Chúa đã sống lại. Và để cho họ biết rằng không phải là Chúa đã tiêu tùng thân xác, Chúa sống lại thật. Thì lên trời hôm nay chỉ là gì? Là chấm dứt giai đoạn Chúa không còn hiện ra với các thánh tông đồ nữa. Vậy anh chị em lưu ý, lên trời hôm nay chỉ khẳng định hai điều. Điều thứ nhất là Chúa không còn hiện ra lúc này lúc khác với các thánh tông đồ để củng cố các ông nữa, vì các ông biết rồi, tin chắc rồi. Nhưng hôm nay chính là giây phút Chúa hiện diện cách khác, hiện diện của chính Thiên Chúa quyền năng không lệ thuộc không gian và thời gian. Nên hôm nay đối với chúng ta, mừng lễ Chúa lên trời nghĩa là chúng ta tuyên xưng Chúa là Thiên Chúa của chúng ta và Ngài quyền năng như Chúa Cha. Lúc nãy anh chị em hát cái kinh vinh danh đó, là Ngài ngự bên hữu Đức Chúa Cha. Rồi tí nữa chúng ta đọc kinh Tin Kính cũng nói ngự bên hữu. Anh chị em biết ngự bên hữu nghĩa là gì không? Ngự bên hữu nghĩa là Chúa quyền năng như Chúa Cha. Anh chị em biết, thí dụ chẳng hạn như chúng ta có một cái nhân vật quan trọng, một nhân vật khác mà quan trọng kế đó, thì chúng ta phải mời cái người quan trọng thứ hai ở bên phải của cái người kia. Thì cái bên phải, bên hữu đó muốn nhấn mạnh vào người này quyền năng như người kia, đại diện như người kia. Hôm nay chúng ta mừng lễ Chúa trên trời, chúng ta tuyên xưng rằng Đức Giêsu Kitô là Thiên Chúa như Chúa Cha và Ngài quyền năng như Chúa Cha. Nhưng Ngài hôm nay Ngài hiện diện cách khác, hiện diện như chính Chúa Cha quyền năng mà chúng ta không trông thấy Chúa Cha, mà Ngài bản thân Ngài như Chúa Cha là Thiên Chúa, và Ngài ban ơn cho chúng ta, Ngài hiện diện với chúng ta và Ngài cầu nguyện với chúng ta. Hôm nay nhân dịp này thì tôi cũng méo mó nghề nghiệp luôn nữa, bởi vì tôi dạy về phụng vụ. Anh chị em mỗi khi nghe ông cha ông đọc câu này, anh chị em nhớ hôm nay là chúng ta mừng lễ Chúa lên trời, là chúng ta tuyên xưng quyền năng của Chúa. Các cái lời nguyện mà khi anh chị em nghe cái câu này, chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con. Chúng ta nghe câu này, chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô. Mình cầu xin cái đó, nhưng mà nhờ ai? Nhờ Đức Giêsu Kitô là Thiên Chúa, chính là Ngài Thiên Chúa đó, như Chúa Cha đó, và là Chúa chúng con, nghĩa là quyền năng như Chúa Cha. Trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời, thì mỗi khi anh chị em nghe cái lời câu kết thúc đó, anh chị em tuyên xưng rằng ông cha ông đang đọc thay mặt mình, chúng con xin cái điều này bởi vì Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con. Trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần, và Chúa sẽ ban ơn thánh và truyền cầu cho chúng con. Xin Chúa cho chúng ta hôm nay mừng lễ Chúa lên trời, nghĩa là chúng ta tuyên xưng sự hiện diện của Chúa khắp mọi nơi. Chúng ta tuyên xưng quyền năng của Chúa Giêsu như Chúa Cha, và chúng con tin thật rằng là Chúa luôn luôn hiện diện và ban ơn thánh cho chúng ta trên mọi nẻo đường. Và vì thế, đức tin của chúng ta là đức tin vào Thiên Chúa Đức Giêsu Kitô quyền năng. Xin Chúa ở với chúng ta luôn. Giờ đây chúng ta cùng nhau đứng lên tuyên xưng đức tin.